Xin chào nha. Thì hôm qua mình vừa đóng xong cái pin cho con iRobot Roomba này. Có một bạn comment là bung nó ra luôn đi anh, xem bên trong có gì. Đó. Thế nên mình cũng sẽ làm một cái video bung luôn ra nha anh em. Mình sẽ bung con mã là 539. Đấy. Đây. iRobot Roomba. Rồi. Dọn bàn đi nhanh nhá. Đầu tiên sẽ là khay để bụi để rác này. Cái này thì sẽ không còn gì để bung nữa cả. Chỗ này hình như là để những cái đồ lau sàn nó thiết các thứ anh em ạ. Có vậy thôi. Ở đây sẽ là cái nắp này. Chỗ này sẽ là viên pin. Rồi, mình sẽ bung con này. Gọi là be bét luôn anh nhá, phá phiếc hết luôn đấy. Lấy xem được cái gì để chơi. Đây sẽ là một cái chổi quét này. Cái chổi này nó sẽ quấn như có cái guồng ấy, để đưa bụi vào, đưa rác vào luôn. Đây nha bạn, cái này là cái khay. Nó thiết kế cực kỳ hay luôn. Có một tua giảm tốc đây. Đó, cái chỗ này là cái chân, cái rách như có cái nối dạng cáp. Mỗi bên là nó sẽ có 2, 4, 6, 12, 12 tiếp điểm. Ở đây là một cái mạch và một cái loa, loa thạch anh này anh em ạ. Đây là một con motor giảm tốc DC. Nó sẽ chuyển động quay cái phần này. Rồi, cơ bản là phần này đã không còn gì nữa. Chuyển qua khu này nhá. Ở đây có một jack kết nối này. Giống jack PS2 nhưng mà cái jack ở PC, máy tính ngày xưa để cắm chuột hay là bàn phím loại jack tròn ấy. Nhìn giống lắm. Tay cầm, tay xách này. Đây, phần đầu này sẽ là một con mắt hồng ngoại thì phải anh em ạ. Để tìm đốc sạc. Đấy. Cái này phần vỏ của nó này. Còn mỗi cái chỗ này thôi. Đây, cái nút bấm, chỗ điều khiển này. Một cái màng ni lông bảo vệ main thôi. Chắc để chống bụi, chứ nước thì không chống được. À, con này của mình nhá. Mạch nó đã bị dỉ lỗi hết rồi này. Đó. Ai robot. Cái này là cái tiếp điểm ở cái thùng đựng rác. Đây. Nếu mà không đóng hai cái này vào này thì nó sẽ không thể hoạt động được. Khi đóng cái tiếp điểm này vào. Đấy, chạm hai chân vào đây nó mới hoạt động được. Cái con này là ông Sơn ông cho mình nhé. Mua ở bãi nó bảo là lỗi nó vứt nên là cho mình lấy về để bọc vạch chơi. Bung nó cho anh em xem. À, hiện tại thì cái những cái chân linh kiện này mình bật đèn cho sáng thì đó.
nó đã rỉ chết hết cho anh em nhìn này. Đây là mặt dưới của main này. Chắc là lấy ít linh kiện chơi nhưng mà cái phần chân của pin này, tiếp xúc của pin có vẻ đã bị rỉ chập gì đó, cháy đen cũng khá nhiều. Cái thanh này là một dàn cảm biến luôn anh em ạ. Cảm biến hồng ngoại các thứ này. Như kiểu những robot dò đường đấy. Nó có vật cản này hay là đập vào đâu, nó sẽ lùi lại. Đó, nhờ vọc vạch này chúng ta lại biết được kết cấu của nhiều thứ hơn. Sau này có thể chế cháo được đầy thứ luôn anh em ạ. Cái bánh này thì có thể gỡ được ra luôn. Đấy, bánh lại này. Bánh đa hướng. Đây, cái này là con giảm tốc của cái phần chổi quét. Chổi quét này anh em ạ. Nó cũng dùng hai cái tiếp điểm này luôn. Con này toàn xài động cơ chổi than thôi anh em ạ. Chúng ta sơ sơ cũng kiếm được một con motor để nghịch. Con này nó dùng vít ba cạnh. Tự nhiên thiết kế một mình một con ốc khác kiểu. Đây là bộ nhông của con giảm tốc này. Made in Việt Nam. Đó. Một con motor DC. Phần này nó sẽ có hai cái lò xo này thôi. Để đỡ cả cái miếng đằng trước này. Đây, cái miếng này khi đẩy vào tường này nó sẽ dội lại. Đây là đế của cái bánh xe này nhá. Nó vẫn có một cái cảm biến ở đây luôn. Như kiểu là cái cảm biến dò đường của mấy con robot chạy Arduino ấy. Đó, ở trong này nó có hai cái dạng như công tác hành trình nhưng không phải anh em ạ. Nó là cảm biến từ thì phải. Đây. Nó quẹt qua lại chỗ này. Đó, để cảm biến. Có vật cản hay không? Con này cũng vậy, mình sẽ không cần tháo hai con nhé. Cái này là hai cái tiếp điểm của đốt sạc này. Cực dương, cực âm, vậy thôi. Bây giờ để mình tháo nốt hai con giảm tốc rồi nhé. Đây là một bánh xe của nó này. Nó vẫn dùng những cái loại tiếp điểm như thế này. Rách gài luôn anh em ạ. Mỗi bên nó sẽ có 6 tiếp điểm. Hai bên là 12. Mình sẽ tháo nốt con này ra nhé. Nó sẽ có một cái lò xo này để kéo cái bánh nhau. Nó sẽ tập hợp như thế này này. Đó. Rồi, ở đây có một công tắc hành trình. Đây là phần giảm tốc của nó anh em ạ. Một con động cơ DC nữa anh em ạ. Con này không có động cơ chổi than nào cả. Cái bánh này thì hình như là không còn gì nữa cả. Hết rồi. Và xung quanh này nhé ạ. Nó sẽ có 4 con cảm biến. 1 này, 2, 3, 4.
bốn cái con này nó sẽ có tác dụng là để chống bị rơi. Ví dụ các bạn chạy ở trên bàn này, hay chạy ở trên nhà cao, nó ra ngoài này, nó không còn cái vật cản nữa, nó sẽ tự lùi vào. Đây, 1, 2, 3, 4. Bên hông này còn một con loa nữa. Lắm đồ phết. Con này thì nó y như con này thôi, chỉ khác là bên trái bên phải mình vừa mở rồi nên sẽ không cần mở nữa anh em nhé. Hình như hết rồi anh em ạ, không còn gì. Ở đây là cái jack để sạc thôi. Một con jack 5.5. Hết tiền. Mình sẽ gỡ nốt 4 cảm biến này ra đó. Rồi, hết. 4 cái này là mô đun hồng ngoại thôi anh em ạ. Cũng được 4 bộ này nghịch. 2 bộ giảm tốc, motor các kiểu, không còn gì hot nữa đó. Cái main đây. Như vậy là hôm nay mình đã bung hết một con iRobot, mã của nó là 539 cho anh em xem. Mình sẽ quay lại qua nhìn nhá. Chỗ này là phần khung này, phần nắp, phần vỏ bảo vệ các thứ, phần nhựa các kiểu thôi, rửa quét các thứ, không còn gì hot nữa. Tay nắm này, pin, main, hai bánh xe, được hai cái giảm tốc này nghịch, một cái giảm tốc ở cái phần chổi cuốn lau lấy các thứ này, cái được mấy con cảm biến hồng ngoại các thứ. Cái này module này mua có 7-8 nghìn ở trên Shopee cả núi luôn anh em ạ. Mình có khá nhiều luôn anh em. Cái này không phải. Đây, úi xô. Cảm biến hồng ngoại thì cả hộp. Không phải cả rổ. Bên này là những cái mạch Arduino sâu trôi như em xíu. Cảm biến siêu âm, khí ga, LED, tủ. Chắc mình mua đầy đồ lắm, mình để đâu hết đi ta. Cô này là linh kiện của mình, tiện tay sâu chơi với anh em xíu. Lâu lắm mình không chế đồ điện tử với nhau ạ. Thế hôm nào phải làm một cái video gì về đồ điện các thứ mới được. Cũng lâu lắm rồi nhỉ. Hồi xưa năm 17-18 mình thì hay chế những cái mạch loa, mạch liếc nào, là mạch in các kiểu. Lâu lắm rồi không chơi những món đó anh em ạ. Hôm nào sẽ phải vọc lại một xíu nhỉ. Đồ thì nhiều nhưng mà lâu quá thì không động đến anh em ạ. Cái dàn này là chở chiếc các thứ, để lâu quá rồi anh em ạ. Hôm nào sẽ phải lôi này nghịch cho nó sống lại một xíu. Rồi, quay sang cái bàn bên này tiếp. Con này đúng nếu mà xác về cơ khí anh em lấy nghịch nhá, thì được đúng mỗi 3 con giảm tốc với một con motor này. Hết. Không có gì hot nữa luôn, thật luôn. Cái main này thì anh em tháo được ít linh kiện. Rồi, vậy hôm nay mình đã bung xong một con iRobot Duma đầu năm anh em nhá, 539 thì phải. Đúng rồi, 539. Bung full không còn một cái gì nữa rồi. Rồi, hẹn gặp lại anh em video sau nhá. Anh em nào mà cần bung cái gì, nếu mình có mình sẽ bung một phát như này cho anh em xem luôn.